Quý thính giả đang đến với chương trình Góc nhìn pháp luật của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào lúc 21:30 đến 22:00 thứ năm và 19:00 đến 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh AM 610 kHz. Hãy gọi đến cho chúng tôi theo các số điện thoại 028-3829-1357, 0948-71-7571 để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình. Với những hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp pháp lý, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, định kỳ hàng năm, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội pháp luật đến với bà con các huyện ngoại thành. Mới đây, trong ngày đầu tiên của tháng 11, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn tổ chức buổi trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11. Tham dự tư vấn pháp luật trực tiếp cho người dân có các luật sư đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trương Thị Hòa, luật sư Nguyễn Thành Công, luật sư Nguyễn Trọng Hào, luật sư Trương Minh Tùy. Phát biểu khai mạc, ông Vương Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Ngày hội pháp luật khơi dậy trong mỗi cá nhân, công dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng tới mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ngày hội pháp luật thu hút gần 100 người dân đến tham dự và được các trợ giúp viên pháp lý, luật sư, luật gia tư vấn, giải đáp những vấn đề pháp lý trong cuộc sống hàng ngày của người dân, tập trung vào những nội dung tranh chấp đất đai, chuyển nhượng nhà đất, pháp luật về thừa kế, chia tài sản thừa kế. Nhiều người dân đến hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn từ sớm để được tư vấn pháp luật miễn phí trong ngày hội pháp luật. Sau khi được luật sư tư vấn đã sáng rõ vấn đề và có hướng tháo gỡ vướng mắc, giải quyết việc của bản thân và gia đình. Chị Trần Thị Châu được mẹ sang tên căn nhà nhưng vẫn thấp thỏm lo âu làm như vậy có đúng hay không. Sau này lỡ xảy ra tranh chấp giữa anh em trong nhà cãi vã kiện cáo nhau ra tòa. Mang băn khoăn này đến ngày hội pháp luật, chị được luật sư phân tích cặn kẽ các khía cạnh pháp lý mà còn tìm cách thương lượng hòa giải để tìm được tiếng nói chung. Bước ra ngày hội, chị như trút được gánh nặng trong lòng và quan trọng hơn cả là vừa đảm bảo quyền lợi vừa không mất đi tình nghĩa anh em. Mẹ chị nguyên cái sổ hồng chung mẹ chị bán hết rồi, thì con cũng chia cho đứa hết căn rồi. Thì còn cái căn chính của mẹ chị là nó nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì mẹ chị mới làm giấy để cho chị. Thì chị hỏi làm nữa sau này có bị tranh chấp không, thì hiện giờ là anh em cho chị đứng tên. Nhưng mà chị sợ là sau này nữa là có ai tranh chấp không. Chị thì chị không tranh chấp rồi, chị đứng tên. Nhưng mà nữa sau này chị có bán thì chị cũng cho anh em nước một chút hết, chứ chị không ăn đánh một mình chị. Thì chị hỏi coi là có sau này có bị tranh chấp hay là có bị thưa kiện gì không á, coi là mình làm như vậy là có đúng luật pháp không. Thì luật sư nói là chị làm như là đúng chứ không có gì sai hết. Chị thấy thoải mái hơn, chị không còn phân vân nữa, mà chị thấy giờ gần như là chị sẽ hiểu hơn được nhiều hơn. Là lúc mà mình đi, mình chỉ biết đi lên công chứng thôi, nhưng mà vô lên luật sư phỏng vấn mình thì luật sư sẽ nói từng động mình sẽ hiểu hơn. Chỉ còn như hồi lót chị đi thì chỉ biết đi là công chứng thôi, chỉ biết là vô đó là phòng công chứng thôi, chứ mình không có biết là phán 1, phán 2, phán 3 là như thế nào. Nhưng giờ luật sư nói thì mình hiểu nhiều hơn. Mình ít học nhưng mà luật sư phân nghĩa cho mình biết cái để là mình biết cái đó là mình làm đúng chứ không phải làm sai. Còn ông Đỗ Trung Thảo mua đất bằng giấy tay nhiều năm qua nhưng chưa có sổ đỏ, giao người chuyển nhượng đất cũng là hàng xóm cứ dùng dằn không chịu đi công chứng sang tên, vì nghĩ tình làng nghĩa xóm và mơ hồ về pháp lý nên ông cứ để vậy.
Nay qua tư vấn luật sư, ông đã hiểu tầm quan trọng của việc xác định quyền lợi hợp pháp với mảnh đất. Chú có một vấn đề để hỏi là chú bức xúc là cái đất nhà chú ở chú mua đã mua 2001. Lúc đó thì làm với bộ hồ sơ của xã. Sau này là chú muốn hợp thức hóa cái giấy tờ để đưa ra, cái chỗ hồng tại nhà có nhà gửi mà đất đã rất hợp lệ. Nhưng mà khi mà đi đến liên hệ đến cái người mà chủ bán đất á, mượn cái cuốn sổ đỏ để làm sổ, nhưng mà thấy họ cứ đẩy qua đẩy lại, họ không có giống như là nhiệt tình để họ cho mình mượn. Sau đó chú cũng có đưa ra những cái điều kiện hỗ trợ họ về tài chính, nhưng mà họ cũng không làm. Thì nay chú lên muốn tư vấn luật sư để có một cái giải pháp nào để cho chú làm hồ sơ được. Cái việc tư vấn thì tại vì trước đây nó là một cái quan hệ của chồng sớm nhau, nghĩa tình với nhau, thành ra chú không muốn làm ra cho nó rõ ràng. Thì hôm nay là chú thấy có được cái hướng dẫn của luật sư, có một cái giải pháp đó, để thì chú sẽ làm theo cái hướng dẫn của luật sư. Với phạm vi tư vấn rộng, hàng loạt vấn đề băn khoăn vướng mắc về mặt pháp lý đã được giải đáp tận tình từng trường hợp trong ngày hội pháp luật. Đây cũng là dịp để bà con có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn kịp thời những vấn đề mà mình quan tâm. Luật sư Trương Thị Hòa gắn bó với hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí trong nhiều năm nhìn nhận. Trước nhất, nếu mà nói về nhu cầu của người dân thì đó là một cái nhu cầu rất là lớn, mà không có phải riêng người dân không, mà tất cả các giới. Cho nên cái việc tuyên truyền phổ biến pháp luật là rất quan trọng, và cái tuyên truyền phổ biến pháp luật này phải mang tính là ý nghĩa là giáo dục, tức là làm sao cho cái người mà được tuyên truyền họ nhớ, và chính họ về họ lại tuyên truyền cho người khác, và từ trong gia đình sẽ có những nhận thức rõ ràng về pháp luật để mà tuân theo pháp luật. Thường là tư vấn vấn đề về hôn nhân gia đình là rất nhiều, rồi tư vấn về vấn đề thừa kế, vấn đề về xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và một vấn đề mà thường cũng bức thiết nữa đó là vấn đề xây dựng nhà ở thì như thế nào. Là đơn vị phối hợp với Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM tổ chức ngày hội pháp luật, ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước TP.HCM cho biết. Đối với những cái vụ việc mà thông qua truyền thông này thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các người được trợ giúp pháp lý như trẻ em trong các trường học, thì có những cái buổi diễn án hoặc là những cái buổi báo cáo chuyên đề về toàn giao thông, thì các em có những câu hỏi định hướng. Chúng tôi định hướng tư vấn cho vấn đề là các em không có tham gia giao thông mà khi chưa có đủ điều kiện. Rồi đối với người dân thì có những cái vụ việc dân sự thì nó phát sinh nhiều, cái vấn đề tranh chấp về thừa kế thì chúng tôi hướng đến là tư vấn cho họ. Rồi tranh chấp về đất đai thì làm sao để mà người dân thỏa thuận được, để mà thứ nhất là sẽ được giảm cái phí thừa kiện, cái thứ hai là giảm cái áp lực cho tòa và đạt được cái mục tiêu là hòa giải. Dịp này 30 phần quà do chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM và công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nhân Bản tài trợ được trao tặng đến người dân xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội pháp luật hàng năm không chỉ giúp người dân tháo gỡ được các vấn đề tồn tại trước mắt, mà còn đưa chính sách pháp luật đến gần với người dân hơn. Thưa quý vị, luật trợ giúp pháp lý lần đầu tiên được Quốc hội ban hành vào năm 2006 và qua 10 năm triển khai đã đạt được những thành quả đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, luật trợ giúp pháp lý năm 2017 ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác luật trợ giúp pháp lý nói riêng và triển khai hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung. Một số điểm nổi bật của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 hiện đang có hiệu lực thi hành như sau. Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 đã đưa công tác trợ giúp pháp lý trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, thực hiện tốt chính sách nhân đạo đền ơn đáp nghĩa của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay có nhiều sự thay đổi về thể chế, về kinh tế xã hội, luật trợ giúp pháp lý năm 2006 đã bộc lộ một số bất cập cần phải sửa đổi. Vì vậy, vào ngày 20 tháng 6 năm 2017,
tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật trợ giúp pháp lý sửa đổi. Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi gồm 8 chương, 48 điều với nhiều nội dung chính và điểm mới cơ bản sau. Về diện người được trợ giúp pháp lý đã bao quát và mở rộng hơn so với luật hiện hành, tăng từ 7 nhóm theo chính phủ trình lên 14 nhóm người. Điều này góp phần thể hiện đúng bản chất của trợ giúp pháp lý của nhà nước, bảo đảm tính khả thi phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Cụ thể, những nhóm người sau đây thuộc diện được trợ giúp pháp lý: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em trong quá trình tố tụng xử lý vi phạm hành chính, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng, người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người thuộc một trong các trường hợp sau đây: có khó khăn về tài chính, người cao tuổi, người khuyết tật, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, nạn nhân của hành vi mua bán người, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm chất độc da cam dioxin, người nhiễm HIV/AIDS. Về hình thức luật trợ giúp pháp lý sửa đổi đã kế thừa 3 hình thức luật trợ giúp pháp lý trong luật hiện hành là tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng. Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác luật trợ giúp pháp lý để tránh tình trạng triển khai dàn trải, nặng về hình thức và trùng lập với các hoạt động theo luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật qua giải ở cơ sở như hiện nay. Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi bỏ quy định các hình thức khác như trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và sinh hoạt chuyên đề pháp luật. Về chất lượng trợ giúp pháp lý, luật trợ giúp pháp lý sửa đổi quy định theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua việc chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý. Cụ thể, bổ sung điều kiện tiêu chuẩn để trở thành trợ giúp viên pháp lý là phải qua tập sự hành nghề để có những kỹ năng cần thiết trong công việc. Quy định tiêu chuẩn đối với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm quy động được các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý có chất lượng trợ giúp pháp lý, bao gồm tổ chức ký hợp đồng trợ giúp pháp lý bằng nguồn lực của nhà nước và đăng ký tham gia bằng nguồn lực của chính mình. Chế định công tác chi trợ giúp pháp lý được kế thừa trên cơ sở có chọn lọc những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về pháp luật, có kinh nghiệm và thời gian để bảo đảm tham gia công tác trợ giúp pháp lý một cách thực chất, có hiệu quả. Về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng đối với công tác trợ giúp pháp lý, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý được hưởng quyền trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong quá trình tố tụng, luật đã quy định thời hạn phải cử người thực hiện trợ giúp pháp lý trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý là người bị bắt yêu cầu trợ giúp pháp lý là không quá 12 giờ kể từ khi thụ lý. Quy định cụ thể thời hạn cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo cho trung tâm trợ giúp pháp lý tại địa phương để cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng là 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị của người được trợ giúp pháp lý. Về việc xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý, luật trợ giúp pháp lý sửa đổi đã đưa ra những quy định nhằm tiếp tục tạo cơ chế để các lực lượng xã hội tham gia công tác trợ giúp pháp lý. Cụ thể, bổ sung cơ chế ký hợp đồng với tổ chức cá nhân nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý. Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Luật sư Hoàng Thái Long, trưởng văn phòng luật sư Thái Long cho biết. Luật trợ giúp pháp lý được sửa đổi bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì có những điểm mới quan trọng và đáng chú ý như: thứ nhất, lần đầu tiên được xác định trong luật công tác trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của nhà nước và nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí hàng năm cho công tác này. Ngoài ra, đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thì luật trợ giúp pháp lý còn quy định ưu tiên bố trí ngân sách
từ bổ sung ngân sách hàng năm của Trung ương để hỗ trợ cho việc thực hiện vụ việc phức tạp, điển hình. Thứ hai, lần đầu tiên luật có quy định hai cơ chế trợ giúp pháp lý rõ ràng, đó là trợ giúp pháp lý do nhà nước tổ chức thực hiện và dịch vụ pháp lý thiện nguyện của tổ chức xã hội hoạt động trợ giúp pháp lý do nhà nước tổ chức thực hiện cần tuân theo các quy định của luật này về đối tượng trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Các tổ chức cá nhân thực hiện trợ giúp pháp lý cần đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý. Việc tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật được thực hiện thông qua cơ chế ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Thứ ba, mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý. Đây là nội dung quan trọng của bổ sung lần này. Theo đó, đối tượng trợ giúp pháp lý được mở rộng nhiều hơn so với luật trợ giúp pháp lý năm 2006, là từ 7 nhóm lên 14 nhóm. Cụ thể, nhóm các đối tượng trợ giúp pháp lý theo luật sửa đổi gồm người có công cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em theo luật trẻ em năm 2016, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người thuộc một trong những trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính như cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV do chính phủ quy định. Thứ tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa hoạt động của trợ giúp pháp lý thông qua việc chuẩn hóa đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý. Luật quy định trợ giúp viên pháp lý phải có thời gian làm việc tại trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, đã được đào tạo nghề luật sư 12 tháng, tập sự trợ giúp pháp lý 12 tháng. Thứ năm, nâng cao vai trò của Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý ở địa phương thông qua việc nắm bắt yêu cầu trợ giúp pháp lý và tình hình thực tiễn để lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật để đảm bảo đối tượng trợ giúp pháp lý ở địa phương được thực thi quyền được trợ giúp pháp lý. Thứ sáu, quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với công tác trợ giúp pháp lý. Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi quy định trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện cho các người được trợ giúp pháp lý được hưởng quyền trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện cho người được thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, đồng thời quy định thời hạn cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo cho trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại địa phương về yêu cầu trợ giúp pháp lý của bị can, bị cáo, người bị hại là người được trợ giúp pháp lý. Thứ bảy, tinh gọn nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức trợ giúp pháp lý. Luật quy định việc rà soát, sắp xếp lại, sáp nhập hoặc giải thể các chi nhánh đã được thành lập bảo đảm hoạt động hiệu quả trong trường hợp thực sự cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập các chi nhánh và chi nhánh chỉ được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc là giao thông không thuận tiện đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý. Thưa quý vị, tháng 11 năm 2023, một số chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý có thể kể đến quyết định của Thủ tướng về việc giảm tiền thuê đất năm 2023. Quy định mới về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe công. Từ ngày 10 tháng 11, Nghị định số 72 năm 2023, quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng ô tô bắt đầu có hiệu lực thi hành. Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác không quy định mức giá gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác không quy định mức giá gồm Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội. Đối với các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô công trong thời gian công tác, Nghị định số 72 năm 2023 chia làm 3 bậc với 3 mức giá mua xe là 1 tỷ 500 triệu đồng, 1 tỷ 550 triệu đồng
và 1 tỷ 600 triệu đồng một xe. Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 theo quyết định 25/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có. Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023. Theo quy định của pháp luật, trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc và khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có sau khi đã được giảm hoặc và khấu trừ theo quy định của pháp luật, trừ số tiền thuê đất được giảm theo quyết định số 01/2023 ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11. Phân cấp thẩm quyền dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển cho Cục Hàng hải Việt Nam, Nghị định số 74 năm 2023. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 82 năm 2019 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ. Quy định về nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11. Theo đó, sửa đổi bổ sung điều 11 quyết định dừng ngay hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển. Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định dừng ngay hoạt động của cơ sở trong trường hợp cơ sở phá dỡ tàu biển để xảy ra tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người, môi trường trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ đề xuất kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hàng hải Việt Nam xem xét quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển. Cục Hàng hải Việt Nam thông báo cho các cơ quan liên quan biết và công bố quyết định dừng ngay hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển trên cổng thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam. Nghị định cũng sửa đổi bổ sung điều 12 quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển. Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển trong các trường hợp sau, trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ sở phá dỡ tàu biển không đáp ứng điều kiện hoạt động vì lý do bảo đảm quốc phòng an ninh khi có dịch bệnh thiên tai thảm họa và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ đề xuất kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hàng hải Việt Nam xem xét quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển. Trường hợp không dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, Cục Hàng hải Việt Nam phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Cục Hàng hải Việt Nam thông báo cho các cơ quan liên quan biết và công bố quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển trên cổng thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam. Như vậy, thẩm quyền quyết định dừng ngay, dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển được giao cho Cục Hàng hải Việt Nam thay vì giao cho Bộ Giao thông Vận tải như quy định cũ. Những thông tin của ngành công an được công bố trên mạng Internet theo khoản 1 điều 5 thông tư số 45/2023 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11, Bộ Công an phải cung cấp các thông tin sau đây trên môi trường mạng bao gồm thông tin chỉ đạo điều hành hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an, tình hình kết quả các mặt công tác công an, nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của người phát ngôn của Bộ Công an, người được ủy quyền phát ngôn về các vấn đề liên quan đến công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm, thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết. Nội dung Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri, lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an, thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin sai lệch về đảng, nhà nước, ngành công an và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, điểm tin Interpol, thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm, thông tin về các tổ chức cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, các thông tin chuyên đề cảnh báo tội phạm, hướng dẫn tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng pháp luật, các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ chiến sĩ công an và các chuyên đề tuyên truyền khác, thông tin về các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an đang triển khai thực hiện, các thông tin khác do lãnh đạo Bộ Công an hoặc Chánh Văn phòng Bộ Công an quyết định. Vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút của chương trình Góc nhìn pháp luật. Để liên hệ với chương trình Góc nhìn pháp luật, quý thính giả hãy gọi đến số 028 3829 1357,
Số điện thoại di động là 0948717571 hoặc gửi email theo địa chỉ bạn nghe đài voha@gmail.com. Nếu viết thư tay thì địa chỉ quý vị gửi đến là Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Ngoài bì thư xin ghi rõ gửi đến phòng công tác xã hội và bạn nghe đài. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn pháp luật trên kênh AM 610 kHz Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.